Đấy, hôm nay mình đã tới xe của Nga Bảo Xuân. Đấy, quay cho các bạn xem xe lốp đuôi này. Không biết mà. Đấy, không lắn. Đây. Chạy máy 42. Quá đẹp. Bốn cái bánh luôn. Đấy. Nhìn qua whip. Chuẩn bị nổ thử ấy. Xe 120 triệu. Quá đẹp. Hai trăm hai mươi triệu. Đây, mời ông thợ chế, độ chế này. Nô thử đây. Nhìn đã chưa? Nay thì xong dần luôn á. Xe đây mà về chở keo chở trên 10 tấn. Anh em thợ mới sơn ngày hôm nay. Đó, biết chưa? Ủa sao không nổ? Quá êm rồi. Ai muốn đặt xe thì liên hệ của Cửa Đăng Hóa Xuân 0935566226. Gặp anh Xuân. Đấy, máy 42 rồi. Qua web rồi. Đấy. Như voi rừng hơn. Đấy. Ngoài á.